Yo, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bữa nay mình lại chơi lại cái con Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Nhưng mà là một phiên bản việt hóa rất là xịn sò anh em ạ. Trời ơi, mình mong chờ cái con game này nó có việt hóa lâu lắm luôn rồi. Nhiệm vụ đầu tiên là mình sẽ vô vai của anh binh nhì Allen để hướng dẫn cho người dân địa phương bắn súng anh em ạ. Bên gì Allen biểu diễn đi. Đây cây trước mặt của mình chính là cây súng quốc dân đây M4 đây. Đấy M4 M1 đây với một cái phụ kiện là tay cầm nắm chặt. À, tay cầm thẳng đứng. Quay lại và bắn vào mục tiêu. Chuột trái nè. He sprayed bullets all over the damn place. You've got to pick your targets by aiming deliberately down your sights from a stable stance. Bắn như vậy nó sẽ nó lung tung này mà kiểu như bắn cảm giác á, không có nhắm. Cho nên cái ông chu sĩ play này kia mình phải ngắm bắn đàng hoàng, trước tiên là phải ngồi xuống. Đó. Xong rồi bắn bằng ngắm bằng cái tâm chứ không bắn bằng cái cảm giác như vậy nha. Đấy, giờ đạn bay rất lung tung. You want your targets to go down? You gotta aim down your sight. Chưa, phải ngắm. Nghe mới chế. Remember that certain weapons can penetrate and hit your target. The private here will demonstrate. Bắn những cái mục tiêu ở phía sau những cái vật cản mỏng nè. Last but not least, you need to know how to toss a frag grenade. Cuối cùng là phải biết ném cái lựu đạn. Pick up some frag grenades from the table. Toss the grenade down the range to take out several targets at once. Thanh niên là thanh niên địa phương nhưng mà kiểu như là sẽ thông dịch lại nha. Thông dịch lại cho mấy thanh niên này hiểu nè. Nhấn G hoặc là cái chuột giữa hả? Trời ơi cái gì chế vụ ném lựu đạn này mình ném mình chơi búp riết mình quen rồi nè. Canh ạ, à, tăng lăng 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 lăng. Ngay cái binh ngay giữa luôn em thấy không? Đỉnh chưa? À đủ. Thế vẫn còn sót hai mục tiêu ta. Lựu đạn thường hay lăn trên mặt đất phẳng dốc, cho nên hãy chú ý những cái quả đồi. Kiểu như nó sẽ lăn ngược xuống anh em. Xong rồi. À, báo cáo với hệ sĩ Dun tại khu chạy thử. Hạ sĩ Dun. Anh Dun ơi, anh Dun. Em tới báo cáo với anh đây anh Dun ơi. Đây Dun này, Dun dưới đây anh em ạ. Hello anh Dun. Bấm F để nhặt DE. Khẩu đưa quay xếp vũ khí. Pull a shooter from our unit for some special op. Anyway, he's up there in observation. Okay, good. So you already got your sidearm. Rồi sao nữa? Alright, try switching to your rifle. Thấy em đổi hay không anh? Rồi xong rồi. Good. Now switch to your sidearm again. Dạ đây, em đổi qua súng lục đây. Remember switching to your pistols. Chuyển sang súng lục luôn nhanh hơn nạp đạn, đúng cái hợp lý nè mọi người. Shepard's gonna be watching. Best shooter gets to join the prima donna squad. Bây giờ là mình phải thực hiện một cái nhiệm vụ để cho một ông tướng Shepard ông nhìn này. Timer starts as soon as the first target pops. Go. Bỏ lâu quá giờ chơi nó bị chậm anh em ạ. Hú hồn, hú hồn. Still need some work. Okay, head upstairs and regroup with your team, or you can go back in and run the course again. All right. All head upstairs, hunter units, get to your victors. We're headed out. Sau khi mà qua một cái bài kiểm tra không được mấy xuất sắc, thì bây giờ mình sẽ đi tới cái điểm mà ông tướng Shepard ông kêu. Everyone get to your vehicles. We're moving out. Và sẽ di chuyển. Xe đâu? Xe đâu? Xe nào?
Mỗi lần mà chơi lại con Naruto này mình nghe cái nhạc nổi da gà này mà. Cái nhạc nền hay thật sự luôn á. Chúng ta là lực quân đội mạnh nhất trong lịch sử loài người. Mọi cuộc chiến đều là của chúng ta. Bởi vì chuyện gì sẽ ra bên ảnh hưởng bên kia, sẽ ra bên đây, chúng ta không thể ngồi yên được. Học cách sử dụng các công cụ của tranh hiện đại là sự khác biệt giữa sự thịnh vượng của dân tộc bạn và sự hủy diệt toàn cầu. Để cao công nghệ vũ khí này mà. Chúng tôi không thể cho bạn tự do, nhưng chúng tôi có thể cho bạn cách để đạt được nó. Quay, triết lý hay quá em ơi. Nó quan trọng việc ai có cây gậy to nhất, nhưng vấn đề là ai đang vung nó lên. Đây là thời đại cho anh hùng, một thời đại cho huyền thoại. Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng. Let's get to work. Vào việc thôi. Hey, yo, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bên đây mình sẽ chơi lại con game Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster này mà. Nhưng nó có một cái sự khác biệt là bây giờ nó đã có việc khóa rồi em ơi. Trời ơi, cái này là mình đã chờ nó lâu lắm luôn rồi. Lúc này mình sẽ vào vai của bên gì Alan. Chuẩn bị theo lệnh của ông tướng Shepherd này để chiếm giữ lại cái cầu. Mình sẽ bỏ qua cái bước đầu tiên là luyện tập nha anh em nha. Dứt nó đi. Quay bắn cái này khác gì đâu là... gọi là gì ta? Không giật đâu trời. À đây, chuyển sang khẩu M... hai bộ chỉ sao ta? À đây, 4-3. Chết mà đi con. Nó cao vậy. Quay đỉnh thế nhờ. Mà mình hơi bị khay anh em ạ. Đây, này thì mày núp với chúng tôi này. Vấn đề không tới ta. Đi xuống này. Xuống này. Ê. Nó tới. Nó tới với chúng tôi nè. Mục tiêu là một tòa nhà trắng 12 tầng tại địa điểm gì 252171 gì đó. Tôi cần anh bắn nét tòa nhà đó. Ok. Bên mình chuẩn bị lập cây cầu kìa. Anh em thấy cái sự phát triển của công nghệ vũ khí chưa? Nó tưởng đâu là đánh sập cái cầu là xong ấy. Đã hoàn thành mục tiêu, lên xe. Lên xe đi mấy anh ơi, bắn cái gì nữa mấy anh ơi. Move. Đây, xe của mình đây. Đó, dưới ngồi. Ui. Anh em thông cảm nha, cái con Modern Warfare 2022 mình chưa có làm được bởi vì mình không có tiền mua. Mắc vài cái trưởng lên em ạ. Bệnh bom tấn AA bây giờ giá chứ cái $70 là anh em. Nếu nào thích thì họ mấy anh em ủng hộ mình đi, anh em donate cho mình mua đi anh em. Vãi thì game bây giờ càng ngày nó càng mắc anh em ạ. Sợ thật đấy. Đã vậy anh em biết không, khi mà chơi được, muốn chơi được những con game đó thì anh em phải cần những cái bộ máy PC của nó là trâu con nhà bà chó luôn. Máy ơi. Phải là một cỗ máy có mang sức mạnh khủng khiếp anh em ạ, để chơi mượt ấy. Bây giờ mà chơi mượt Max Setting ở độ giải, độ phân giải Full HD là xưa rồi anh em ạ. Phải là 2K hoặc là 4K. Má đù luôn á. Bây giờ mình chỉ mong sao mà chơi mượt được ở Full HD Max Setting đây này. Cũng hơn là con game này nó cổ lỗ sĩ rồi anh em. Nhưng vì nó là cái bản remaster ấy, nó làm lại đồ họa ấy. Đấy, cho nên là nói chung là cỗ máy của mình cũng vẫn còn gánh được. Đang bắn gì thế? Mình bắn xong cái thằng kia nó hỏi mình em. Được rồi, cái thằng đây mấy cậu, đây là miền viễn Tây. Chạy đi. Rõ. Anh em nào mà chơi game nhiều á, anh em sẽ thấy một cái điều là khi mà chơi game mà bằng cái ngôn ngữ của mẹ đẻ
nó có một cái cảm giác gì đó nó là khác bọt khi mình em chơi bằng tiếng Anh nha. Không, cái này là mình nói thật luôn ấy, không phải là mình chống chế cho cái việc gọi là yếu tiếng Anh của mình đâu. Cả là chúng đang do thám ta, nhưng không có nghĩa là ta có thể bắn họ. Bắn đi, trời ơi. Đấy, nó bắn luôn kìa. Chả thấy gì cả, có một thằng đang bắn tỉa này mà. Kìa kìa kìa, cái viên đạn đó nó gầm vô cái thùng rác kìa. Mình đang bị bắn tỉa. Bắn đi. Đây, để em mấy anh ơi. Mấy thằng nhóc này, thì tao hắt full đạn nè mày. Hình như cái súng này của mình không hết đạn hay sao á. À rồi, xong rồi, chính chủ rồi anh em ơi. Ừ, nó bắn rác thế. Cái con bà nhà nó. Rồi xong, một chiếc xe của mình lên dĩa rồi. Nó chơi lại cặp vắng rất là phê luôn em ạ. Chống với chúng tôi à. Ai, nó bắn rác quá. Ê, nó bắn rác quá. Sai lầm. Không biết thằng tướng nào mà lại chỉ huy bọn mình đi vô cái hẻm này nữa nè mà. Cứ như đúc đầu vô rõ ấy. Chả khác gì vô bẫy của bọn nó cả. Ui, OCB. Trời ơi, anh Dun qua đây lẹ vậy anh Dun. M9-11 nè. Chưa đủ tuổi đâu bạn ơi. MP5 nè. Dứt luôn. Đuôi rồi đúng không? Bị đuôi rồi đúng không? Mày cận chiến ngay thằng nhóc. Tỉnh mấy anh ơi. Súng nhiều lắm anh em ạ. Để mình chuyển qua chế độ phóng lựu. Phóng lựu này. Lui mà được với chúng tôi à. Còn nói theo tôi. Mình nên lấy một cái khẩu súng nhắm đi nè. Đấy. Đây là cái cấp 4 nè. Đây là một dạng súng AR nhưng mà có thể bắn táp được. Ôi mẹ, nó ném lũ đạn kìa mấy cha. Ngu vậy. Cấp 4 thì cứ thế mà táp thôi chứ sợ cái méo gì. Uzi, mình đổi súng liên tục anh em ạ. Đây, RBK luôn. RBD chứ, cây này cái RBD anh em ạ, chứ không phải RBK. Vãi cấp 4 luôn kìa. Cái định mệnh nó sao súng nào cũng gắn cấp 4 vô được hay vậy. À đù, sao còn sót một thằng ở đây. Mày chạy hộ tao cái. Mình cày nát luôn. Anh em theo mình để mình tăng cơ chứ. Đổi. Anh em theo mình. Cái này cái gì đây? RBD nhưng mà không có cớp anh em ạ. À. Mà được cái đường đạn nó trâu hơn cái súng hồi nãy. Nhất luôn. Anh em cứ để mình làm tăng cơ cho. Định mệnh hết đạn mẹ rồi. Đây, đừng bắn nữa mấy cha. Để mình, trời ơi. Lê. Anh em đâu theo mình. Trường học đã được kiểm soát. Nghe rõ Hunter 21 Astro hãy đến tiến hành đến điểm tập kết. EBM có thể vẫn còn trong khu vực hết. Đã rõ Overlord, cảm ơn vì đã nhắc hết. Cũng mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Lia. Ơi, thật sự đấy mà. Lâu lâu mình đổi lại cái con game bắn súng của WT phải nói đỉnh luôn á. Ơ kìa, đừng có đẩy bạn ơi.
mình chỉ còn chờ vào cái con Modern Warfare 3 được remaster lại thôi nè mà. Tôi sẽ phờ đây rồi. Bên dưới lên từ giờ cậu sẽ nhận lệnh của tôi. Tôi sẽ tấp tắc cho cậu khi lên trực thăng. Đi thôi. Go. Hay nó nhanh quá anh em ạ. Cái gameplay nó nhanh cực kỳ luôn ấy.